Xin chào các bạn. Có thể bạn đã nghe nói đến hoặc đã biết về máy chiếu vật thể, nhất là những ai đang làm trong ngành giáo dục hoặc là các diễn giả trong các buổi thuyết trình. Ngay trước mắt tôi đây là một chiếc máy chiếu vật thể có mã hiệu S30 đến từ hãng Benquy. Nếu bạn chưa biết máy chiếu vật thể là gì và mục đích công năng của nó thì xin mời bạn hãy đọc thêm bài giới thiệu về sản phẩm này trên diễn đàn HD Việt Nam. Theo tôi tìm hiểu thì chữ S trong mã hiệu S30 là chữ cái của các từ trong câu slogan Smart Idea, Slim Type and to Complete Your Solution. Vậy thì chúng ta hãy cùng kiểm chứng câu khẩu hiệu này qua thiết kế và tính năng của S30 ngay sau đây. Được thiết kế chủ yếu dành cho đối tượng chính là thầy cô giáo, S30 mang đến một phương tiện giảng dạy linh hoạt, thao tác nhanh. Khác với một số dòng máy chiếu vật thể khác, cần chỉnh của S30 có thiết kế kiểu cổ ngỗng dẻo dai, bên ngoài bọc cao su, bên trong là một thanh kim loại có độ co giãn đàn hồi cao. Chúng ta có thể bẻ cần chỉnh lên xuống rất êm mà không sợ bị gãy, đồng thời có thể bẻ về mọi góc mà mình muốn. Cần chỉnh thế này cần giúp tổng thể chiếc máy được mỏng và gọn hơn, trông không khác gì một chiếc đèn bàn. Toàn thân S30 chủ yếu dùng vật liệu bằng nhựa cao cấp, kết hợp hai màu trắng sữa và màu xám nhạt, đem lại cho S30 một cái nhìn thật chuyên nghiệp, lịch sự, rất hợp để xuất hiện trên bàn hay bục giảng ở bất kỳ giảng đường, hội trường hay buổi thuyết trình nào. S30 trông khá đơn giản, bao gồm 5 thành phần: đầu camera, thấu kính, cần chỉnh, đèn LED, bảng điều khiển. Bảng điều khiển của S30 có một bộ gồm 20 nút bấm, được bố trí hợp lý theo chức năng, giúp nhà nhận biết và thao tác nhanh chóng. Các hàng nút điều khiển có thể ít dùng tới như Capture, Recording thì được đặt bên trái theo chiều dọc. Còn hàng nút tinh chỉnh chất lượng hình mà chắc chắn là luôn được sử dụng thì được đặt theo hàng ngang dưới cùng, bao gồm Macro, phóng to thu nhỏ lấy nét tự động, Flip. Nhờ tích hợp công nghệ chống nhấp nháy Flicker Free, mỗi khi phóng to thu nhỏ hình ảnh với tốc độ nhanh, S30 không những mang đến chất lượng hình ảnh tối ưu mà còn giúp các học viên không bị mỏi mắt trong quá trình theo dõi bài giảng liên tục. Theo thông số cấu hình thì S30 được trang bị một thấu kính cho khả năng zoom quang gấp 5 lần và cho zoom số gấp 8 lần, giúp cho công năng phóng to hình ảnh của S30 lên đến 40 lần. Đối với các thấu kính thông thường thì hình ảnh thường hay mất đi độ sáng và độ chi tiết khi chúng ta zoom hình, cũng như camera phải lấy nét lại. Nhưng như các bạn đang nhìn thấy trong video thì độ sáng và chất lượng hình ảnh vẫn hiển thị đồng nhất và không bị tình trạng nhiễu hạt. Đó là nhờ S30 được trang bị thấu kính một khẩu nhằm giúp giữ cố định giá trị độ mở trong lúc zoom hình. Quá trình phóng to thu nhỏ hình ảnh hay lấy nét trên S30 như các bạn thấy trong video thì trông thật nhanh chóng và mượt, độ trễ hầu như bằng không. Chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như tốc độ khung hình trên giây và cảm biến ảnh. Theo Benquy thì S30 có khả năng xuất video độ phân giải 1024x768 pixel. Đây là độ phân giải hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu so với những máy chiếu văn phòng. Với tốc độ chuẩn 30 khung hình trên giây thì S30 giúp hình ảnh chuyển động mượt mà hơn. Còn ở chế độ trình chiếu hình tĩnh thì tốc độ là 15 khung hình trên giây. Nhưng bộ cảm biến CMOS 1/3.2 inch cho độ phân giải 5 megapixel mới là lợi điểm của S30. Như các bạn đang xem thì độ nhảy bắt hình cao, hình ảnh và màu sắc của vật thể trở nên rõ ràng hơn, ít bị nhiễu hạt. Ngoài ra thì bộ cảm biến 5 megapixel này còn cho phép S30 lưu lại hình ảnh chất lượng cao, và đây là một tính năng khác mà chúng ta sẽ kiểm chứng ngay sau đây. Được biết hầu hết các máy chiếu vật thể đều thiếu chức năng lưu lại hình ảnh, âm thanh bài giảng hay thuyết trình để làm tư liệu, để làm video hay là phát mở lại lần sau. S30 đã sẵn sàng cho bạn trong tác vụ này. Chỉ với một nút bấm duy nhất là toàn bộ hình ảnh, âm thanh của phần thuyết trình sẽ được S30 ghi lại đầy đủ. Theo bên Q giới thiệu thì S30 có thể ghi liên tục hơn 70 tiếng đồng hồ, tức tương đương với 3 ngày thuyết trình, và có thể phát mở lại trong vòng 10 phút với tốc độ nhanh gấp 100 lần. Mọi dữ liệu sẽ được lưu vào thẻ nhớ dạng SDHC, hỗ trợ nâng cấp dung lượng lên đến 64GB. Các bạn thân mến, khó có thể đưa ra đánh giá một cách đầy đủ và chính xác khi mà thời gian trải nghiệm của chúng tôi với S30 chỉ có gọn trong vòng một buổi. Tuy nhiên, với những gì S30 đã thể hiện thì chúng tôi thấy đây là một thiết bị cực kỳ dễ sử dụng, thiết lập cài đặt nhanh chóng mà không cần kiến thức chuyên sâu về máy chiếu. Với màn hình như vậy, với tính năng kèm theo như vậy thì chúng tôi cho rằng S10 xứng đáng là một công cụ, một phương tiện hỗ trợ giảng dạy, thuyết trình một cách chuyên nghiệp đúng nghĩa, vừa lịch sự, vừa cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết mà lại vừa dễ dàng sử dụng.
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần tới.